Thầy chào các em. Trong bài học trước, chúng ta đã được làm quen với một số những cái cách chứng minh của một hàm số liên tục, và trong đó thầy có giới thiệu cho các em những cái hàm số sơ cấp thì nó sẽ liên tục trên mọi khoảng mà nó xác định, và có một số những cái định lý nho nhỏ để thông qua những cái định lý đó chúng ta xét những tính chất liên tục của hàm số nó được thuận lợi hơn. Thế thì trong bài học này, thầy cũng tiếp tục giới thiệu cho các em một số những cái định lý liên quan đến liên tục, và để chúng ta xét cái tính chất liên tục nó được nhanh nhanh gọn hơn. Thế thì trước hết là chúng ta quan sát một cái định lý liên quan đến hàm số hợp của hai hàm số. Bây giờ thầy cho một cái hàm số f nó liên tục tại x0, và g của chúng ta thì nó lại liên tục tại cái điểm f(x0). Thế thì định lý đề nghị chúng ta chứng minh là cái hàm hợp g tròn f cũng liên tục tại x0. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng từng chút một, thầy sẽ sử dụng cái định nghĩa của hàm số liên tục để thầy chứng minh bằng cái ngôn từ epsilon delta. Thế thì ta biết rằng nếu g của chúng ta liên tục tại x0, thế thì lim của hàm số, tức là giới hạn của hàm số g tại cái f(x0) này này, nó sẽ bằng g của f(x0), là chúng ta biết cái chuyện đó. Vậy thì ta sẽ có được, ta sử dụng cái liên tục này trước. Thế thì lúc này ta có với mọi epsilon dương, bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái số delta phẩy dương. Ta sử dụng cái ký hiệu delta phẩy. Dĩ nhiên delta phẩy này nó phụ thuộc vào epsilon. Để từ đó ta kéo theo được, nếu mà trị tuyệt đối của fx trừ cho cái fx0, bởi vì liên tục tại fx0, thì cái fx này của chúng ta nó thuộc vào cái lân cận của cái điểm fx0, tức là nó bé hơn delta phẩy. Thì ta kéo theo được cái g của fx trừ cho g của f(x0) trị tuyệt đối phải nhỏ hơn cái epsilon này của chúng ta. Chúng ta đã vừa mới sử dụng được cái giả thiết g liên tục tại f(x0). Thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục sử dụng tiếp cái giả thiết f liên tục tại x0 như sau. Thế thì nếu f liên tục tại x0 thì lim của fx khi x tiến đến x0 là bằng f(x0). Thế thì thay vì chúng ta lại chọn với mọi epsilon dương đó, thì bây giờ chúng ta quan sát đây này, thầy sẽ nhắc lại này, thì lúc đó khi mà x thuộc vào cái lân cận của x0, thì khi đó trị tuyệt đối của fx trừ fx0 sẽ nhỏ hơn một cái số dương cho trước. Thế thì ở đây chúng ta phải quan sát tiếp cái fx trừ fx0 này đã nhỏ hơn cái số dương delta phết rồi. Như vậy thì cứ ứng với cái delta phết này nè, chúng ta xem nó như là một cái epsilon phết vậy đấy. Thì lúc này ta sẽ ứng với cái epsilon phết bằng cái delta phết này. Thì lúc này chắc chắn rằng sẽ có một cái số delta để sao cho cái trị tuyệt đối của x trừ x0 mà nhỏ hơn cái delta này, thì sẽ dẫn đến cái điều mà do cái g của chúng ta nó liên tục mà có được cái trị tuyệt đối của fx trừ fx0 nhỏ hơn cái số delta phết này. Các em có hình dung được vấn đề không? Nói chậm lại một chút để chúng ta theo dõi nhé. Do cái hàm số g của chúng ta liên tục tại fx0 mà chúng ta có được trị tuyệt đối của fx trừ fx0 phải nhỏ hơn cái delta phết, thì dẫn đến cái g của fx trừ g fx0 nhỏ hơn epsilon. Vậy thì cái điều này là đã có rồi. Thế thì bây giờ f liên tục thì ta lại phải có cái fx trừ fx0 nhỏ hơn epsilon. Mà ở đây thì đã có sẵn nó nhỏ hơn delta, thì ta xem cái delta phết này như là cái epsilon mà ta xài nó là epsilon phết để phân biệt cái epsilon trên này, để có được cái điều fx trừ fx0 nhỏ hơn cái delta phết. Như vậy thì hai cái điều này trên đặt số 1, dưới là số 2 nhé. Như vậy chúng ta quan sát từ hai điều 1 và 2 thì ta có được cái điều sau đây. Với mọi epsilon dương thầy viết trước.
bao giờ cũng tồn tại một cái số delta dương, để sao cho trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta, thì ta dẫn đến được trị tuyệt đối của fx trừ fx0 nhỏ hơn delta phết. Mà khi nó đã nhỏ hơn delta phết rồi thì đương nhiên là nó cũng sẽ, cái g của f trừ g fx0 cũng nhỏ hơn cái epsilon, đúng không này? À, cho nên từ đây ta kéo theo được cái gì? Trị tuyệt đối của g fx trừ cho g của fx0 cũng sẽ phải nhỏ hơn cái epsilon ở đây. À, như vậy thì có nghĩa là lim của g fx khi x tiến tới x0 bằng g của f x0. Cho nên cái hàm số g tròn f của chúng ta cũng liên tục tại x0 này. Đó, đó là cái định lý mà chúng ta phải chứng minh. À, vậy vậy thì cái định lý này chúng ta chứng minh thì chúng ta thấy nó hơi phức tạp ở cái cách mà chúng ta dùng cái ký hiệu cho nó khéo để đẩy đến cái hàm hợp g tròn f liên tục tại x0. À, thế bây giờ để minh họa cái định lý này thì nó rất là nhiều, ví dụ như là chúng ta biết rằng cái hàm số cos x liên tục, rồi chẳng hạn như x bình phương cộng 1 cũng liên tục, thì đương nhiên cái hàm hợp cos của x bình phương cộng 1 cũng liên tục. Đó, rất nhiều nhé. Thế thì thầy giới thiệu cái định lý này thôi, chứ thầy không cho ví dụ bởi vì nó cũng không khó. Thế bây giờ chúng ta qua đến một số những cái nhận xét nho nhỏ để lại tiếp tục làm tiếp một số những cái mệnh đề khác về liên quan đến liên tục cho các em. Đó là bây giờ nếu mà thầy cho hàm số f và g cùng xác định trên một cái khoảng mở y chứa x0 và fg cũng cùng liên tục tại x0. Thế thì do một số những cái phép toán liên quan đến giới hạn, có nghĩa là nếu mà lim của f và g tồn tại tại x0 đấy, thì lim của f cộng g cũng tồn tại tại x0. Rồi các phép toán trên giới hạn mà những bài trước chúng ta sử dụng đấy, thì để ứng dụng những cái phép toán giới hạn đó, chúng ta cũng có được một số những cái điều liên quan đến liên tục như thế này. Dĩ nhiên mà f liên tục tại x0 thì lim của fx khi x tiến tới x0 bằng f(x0). Và lim của gx khi x tiến tới x0 cũng bằng gx0. Mà sau đó ta lấy tổng, ta lấy hiệu, ta lấy tích, ta lấy căn, ta lấy thương, thì các cái giới hạn của nó cũng tồn tại. Cho nên ta có được một cái kết luận như sau. Thế thì khi đó f cộng trừ g cũng liên tục tại x0. Hoặc là f nhân g cũng liên tục tại x0. Nếu ta có thêm cái điều kiện đó là gx của chúng ta khác không với một x thuộc y, thì f chia g cũng liên tục tại x0. Và nếu f của chúng ta dương với mọi x thuộc vào cái khoảng mở y này, thì ta cũng có được cái căn của f cũng liên tục tại x0 nữa. Đó. Cộng trừ nhân chia lấy căn. Đó. Nó cũng giống giống như giới hạn vậy. Thế thì bây giờ để phát triển cái nhận xét này, thì chúng ta hãy xem thử một số những cái chuyện lặt vặt mà thầy muốn bày ra trong cái bài học này cho các em như thế này. Thế bây giờ nếu như thầy có f và g cùng gián đoạn tại x0, tức là nó không liên tục tại x0, thì vấn đề đặt ra của chúng ta như thế này. Thế thì f cộng g có gián đoạn tại x0 hay không? À, nếu thoáng nhìn qua thì chúng ta kết luận được vội vã rằng là các em nhớ cái chuyện này. F liên tục, G liên tục tại x0. Thì F cộng G cũng liên tục tại x0. Và thường thì chúng ta lại hay theo một cái thói quen. Vậy thì F gián đoạn rồi G gián đoạn tại x0 thì F cộng G chúng ta nói luôn nó gián đoạn tại x0. Mà thầy cho rằng cái điều đó không đúng. Chúng ta hãy quan sát hai cái ví dụ, hai cái hàm mà thầy cho sau đây để chúng ta thấy được rằng cái điều mà thầy vừa mới nói đối với các em là chưa đúng. Cũng chưa hẳn là sai đâu, nhưng mà chưa đúng thôi.
chúng ta quan sát hai cái hàm f và g thầy chuẩn bị cho. Chẳng hạn như bây giờ thầy cho hàm số f được xác định như sau. Nó bằng x bình phương cộng 1 trừ cho 1 chia x trừ 1 với x khác 1. Và f bằng 1 khi x của chúng ta bằng 1. Thầy xem tiếp bằng hàm số gx nó là 1 chia cho x trừ 1 với điều kiện x khác 1. Và cũng bằng 1 khi x bằng 1. Thế thì chúng ta quan sát thì chúng ta thấy ngay. Rõ ràng hàm số f của chúng ta không thể nào liên tục tại x0 bằng 1 được. Bởi vì khi x tiến đến 1 đó, thì cái giới hạn đó của chúng ta nó vọt ra vô cực mất. Cho nên chắc chắn là nó không liên tục rồi. Một cách tương tự như vậy, cái hàm số g của chúng ta khi x dần đến 1, thì 1 chia x trừ 1 của chúng ta nó tiến ra vô cực. Thì nó không thể bằng 1 được rồi. Nó là giới hạn vô hạn. Cho nên một cách quá dễ để chúng ta thấy ngay f và g của chúng ta cùng gián đoạn tại x0 bằng 1. Đúng theo giả thiết f và g cùng gián đoạn tại x0. Thế thì vấn đề đặt ra với các em là vậy thì f cộng g tình hình như thế nào? Thế thì ta xem thử fx cộng gx nhé. Với x của chúng ta mà khác 1 đó, thì f của chúng ta mang biểu thức trên và g mang biểu thức ở trên thì ta cộng lại với nhau. Thì cái phân số 1 chia x trừ 1 này rõ ràng là đơn giản đi hết, còn lại x bình phương cộng 1. Còn khi x của chúng ta bằng 1 thì f của chúng ta bằng 1 và g của chúng ta cũng bằng 1 cộng lại đã được 2. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy rằng lim của fx cộng gx khi x dần đến 1 nó bằng 2, x bình cộng 1, thấy 1 và bằng 2 và cũng chính là bằng g1 cộng cho f1 cộng cho g1 cũng bằng 2. Do vậy f cộng g của chúng ta không gián đoạn tại x0 bằng 1 mà nó liên tục tại x0 bằng 1. À, như vậy thì thầy muốn các em ghi nhớ một chuyện như thế này. F và G cùng gián đoạn tại X0. Nhưng F cộng G chúng ta không kết luận được gì tại cái điểm X0 đấy hết. Không kết luận được có nghĩa là gì? Có nghĩa là có thể nó liên tục tại X0. Và cũng có thể nó gián đoạn tại X0. Trước khi mà chúng ta đào sâu hơn một chút về cái nhận xét này đó, thì lại nhắc lại một lần nữa, f liên tục, g liên tục thì f cộng g là liên tục tại x0. Thế còn f gián đoạn và g gián đoạn tại x0 thì f cộng g chưa kết luận được gì tại x0 cả. Có thể nó gián đoạn và nó cũng có thể nó liên tục tại x0. Chúng ta nhớ điều đó. Bây giờ chúng ta lại quan sát tiếp một cái nhận xét nho nhỏ để chúng ta thấy. Thế bây giờ thầy lại cho vừa rồi f và g cùng gián đoạn tại x0. Thế bây giờ hãy xem. Thầy cho f thì liên tục tại x0. Còn g thì gián đoạn tại x0. Vậy vấn đề đặt ra là f cộng g có gián đoạn tại x0 hay không? Một anh thì liên tục, một anh thì gián đoạn. Cộng lại có gián đoạn hay không? Thế thì câu trả lời là gián đoạn đấy. Thế thì phải chứng minh cái điều đó như thế này. Trước hết thầy sử dụng cái giả thiết g gián đoạn tại x0. Gián đoạn tại x0 có nghĩa là lim của gx khi x tiến đến x0 nó phải khác với gx0. Cái khác đó thì chúng ta được hiểu như thế này nè. Có thể rằng lim của gx khi x dần đến x0 không tồn tại, hoặc nó tồn tại ở vô cực, hoặc nó tồn tại nhưng nó lại khác với lại gx0. Tất cả những cái điều đó mà ở bài học trước thầy cũng đã nói khá kỹ. Như vậy thì ở đây thầy sẽ nhận định vấn đề cái g gián đoạn tại x0 như thế này. Chắc chắn rằng sẽ tồn tại hai cái dãy số an dần về x0 và dãy số nữa bn khác cái dãy số an cũng dần về x0. Và cái lim của f, xin lỗi, lim của g an khi n tiến đến cộng vô cực, thầy giả sử nó là a đi, và lim của g bn khi n dần đến cộng vô cực, thầy giả sử nó là b đi. Thế thì chúng ta phải hiểu cái ab này như thế này này. Ab này có khả năng
là vô cực. Hoặc A và B có khả năng là hữu hạn. Mà nếu cả A lẫn B đều hữu hạn thì A và B phải khác nhau để bảo đảm rằng hàm số G của chúng ta gián đoạn tại x0. Để bảo đảm rằng cái lim của Gx của chúng ta nó không có bằng Gx0 tại x0. Đó, ta nhớ chuyện đó nhé. À, như vậy thì vấn đề đặt ra là ta có F cộng G như thế nào nhé? Thế thì bây giờ ta lại tiếp tục đi tìm lim của F AN cộng cho G AN khi N tiến ra cộng vô cực. Thế thì chúng ta thấy rằng do F của chúng ta là hàm liên tục tại x0, do vậy mà lim của fx khi x tiến tới x0 phải bằng fx0. Nghĩa là mọi dãy số mà tiến về x0 thì đương nhiên f của cái dãy số đó phải tiến về fx0. Do vậy mà giới hạn này chúng ta sẽ bằng như sau. Riêng cái FAN chắc chắn sẽ tiến về fx0 do f liên tục tại x0. Và vừa rồi thì chúng ta có được cái GAN là tiến đến A. Và cũng xin nói trước luôn, A này có thể là hữu hạn, có thể là vô hạn, thậm chí nó hữu hạn hoặc vô hạn đó các em ha. Và một cách tương tự như vậy, chúng ta đi tìm lim của FBN cộng cho GBN khi N là tiến tới vô cực. Và do F của chúng ta liên tục tại x0 cho nên FBN chắc chắn tiến về fx0, là một số hữu hạn, là một số tồn tại hữu hạn. Rồi ta biết rằng là lim của GBN là B theo cái điều mà chúng ta giả thiết ở đây. Thế chúng ta quan sát A và B. Nếu A và B của chúng ta mà là vô hạn thì đương nhiên là F cộng G của chúng ta cũng vô hạn. Khi N tiến đến vô cực đó thì F AN cộng GAN cũng tiến ra vô cực, thì có nghĩa là cái lim của F cộng G của chúng ta là nó cũng ra vô cực thôi. Là một cái dãy đó. Như vậy thì nó cũng không không thể liên tục được. Còn nếu AB của chúng ta là hai số hữu hạn, thế thì do G của chúng ta gián đoạn cho nên AB phải khác nhau. AB khác nhau cho nên là fx0 cộng A và fx0 cộng B cũng phải khác nhau. Nói tóm lại là lim của F cộng G khi x dần x0 không thể nào bằng fx0 cộng cho gx0 được. Có nghĩa là F cộng G của chúng ta lúc này nó là hàm số gián đoạn tại x0. À, rất thú vị. Thầy vừa mới trình bày xong cho các em một cái nhận xét. Thú vị ở chỗ này này. Nói một cách dễ dễ hiểu và dễ nhớ thì liên tục cộng cho liên tục chắc chắn là liên tục. Thế rồi gián đoạn cộng cho một cái gián đoạn khác thì không kết luận được điều gì hết. Nhưng mà liên tục mà cộng cho một cái hàm gián đoạn thì chắc chắn nó gián đoạn tại cái điểm đó. À, chúng ta thấy để ý một chút cái chuyện đó. Cho nên về cái hàm liên tục về các phép toán thông qua cái gián đoạn thì đừng đừng nên vội kết luận một điều gì hết nhé. Thế bây giờ ta lại có thêm một cái nhận xét nữa và chúng ta thấy là như thế này. Thầy cho một cái hàm số F gián đoạn tại x0. Thế vấn đề đặt ra như thế này. Thế thì vậy thì F bình phương có gián đoạn tại x0 không? F bình phương tức là F nhân F hay hàm số nhân lại có gián đoạn tại x0 không? Thế thì chúng ta quan sát một cái ví dụ này, thầy cho các em thấy. À, thầy lấy ví dụ như hàm số F của chúng ta được xác định như thế này. Nó bằng 1 khi x hữu tỉ và bằng -1 khi x của chúng ta là số vô tỉ. Thế thì ở bài học trước cái hàm Dirichlet 1 với 0, chúng ta biết là cái hàm đó là cái hàm số không liên tục tại mọi điểm. Và đối với hàm số F kiểu như thế này thì chúng ta cũng chứng minh giống như cái hàm số Dirichlet mà trong bài học trước. Tức là ta xét một x0 tùy ý và ta xem một cái dãy số là hữu tỉ rồi tiến đến x0, một dãy khác vô tỉ x tiến về x0, thì rõ ràng cái hai cái giới hạn của
F hai dãy số đó là khác nhau, vân vân. Cái chuyện đó chúng ta quan sát bài học trước thì chúng ta làm được bài học này ngay thôi. Và khi đó ta cũng kết luận được rằng cái hàm số F của chúng ta không liên tục tại bất kỳ một điểm nào hết, tức là nó gián đoạn tại mọi điểm. Thế nhưng ta lấy bình phương lên nhé, thì chúng ta có được F bình phương x. Nếu nó là hữu tỉ thì một bình phương là một. Nếu x là vô tỉ thì trừ một bình phương cũng là một. Như vậy dù x hữu tỉ hay x vô tỉ thì bao giờ nó cũng bằng một với một x thuộc R. Mà F bình phương x bằng 1 thì rõ ràng đây là hàm số sơ cấp, cho nên nó liên tục với mọi x thuộc x0 thuộc R luôn. Như vậy thì F gián đoạn tại mọi điểm x0, khi ta bình phương lên thì nó lại liên tục tại mọi điểm x0, hàm số rất đẹp và hay. Do vậy mà nếu F gián đoạn tại x0 thì F bình phương có gián đoạn tại x0 không, chúng ta cũng không kết luận được điều gì hết. Như vậy thì chúng ta lại có một cái kết luận như thế này các em này. Liên tục nhân cho liên tục thì chắc chắn là liên tục tại x0. Nhưng một hàm số gián đoạn tại x0, một hàm số khác cũng gián đoạn tại x0 nhân lại với nhau thì chưa chắc đã gián đoạn tại cái điểm x0 đó. Không kết luận được điều gì cả. Thế còn một hàm số liên tục tại điểm x0 và một hàm số gián đoạn tại điểm x0, vậy thì nhân lại với nhau nó có gián đoạn tại x0 hay không? Thì thôi, cái nhận xét đó thì có lẽ thầy dành cho các em để các em có thể tự chứng minh bằng cách là chúng ta nêu ra những cái dãy số AN và BN là cùng tiến với x0 như là ví dụ trước thầy trình bày cho các em. Bây giờ thì để minh họa tất cả những cái nhận xét từ đầu giờ đến giờ đó, chúng ta xem một số những cái ví dụ mà thầy muốn khai thác cái hàm phần nguyên của x. Cái hàm phần nguyên của x về về mặt liên tục nó hay lắm. Thầy muốn khai thác cái hàm phần nguyên của nó cho chúng ta thấy. Chúng ta xem một cái ví dụ như thế này về cái hàm số phần nguyên. Người ta ký hiệu bằng móc vuông. Móc vuông của x nhé. Đã. Tức là xét cái liên tục của hàm số phần nguyên này trên R. Thế thì chúng ta thấy như thế này. Thả lấy mỗi với một x0 thuộc R, phải đang chuẩn bị đi xét tính liên tục của hàm số tại x0. Với x0 thuộc R thì thế nào cũng sẽ tồn tại một cái số nguyên k. Để cho cái x0 này chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau đây. Đó là hoặc là x0 của chúng ta nó đi trong khoảng từ k đến k cộng 1. Hoặc x0 này của chúng ta bằng luôn cái chữ k. Luôn luôn tìm được cái k để cho x0 thỏa được hai điều này. Với k nguyên, mọi số thực ta đều tìm được cái số nguyên k để thỏa. Hình dung được rất dễ, không khó ở cái k tồn tại này đâu. Thế thì bây giờ theo cái định nghĩa của hàm số của hàm nguyên của x đó, thế thì nếu mà x0 mà đi trong cái khoảng từ k đến k cộng 1 thì lúc này cái phần nguyên của x0 lúc này nó lấy cái số bé, đó là cái số k, tức là phần nguyên của nó bằng k. Như vậy thì chúng ta thấy như thế này. Lim của fx khi x tiến tới x0, lim của fx khi x tiến tới x0 thì lúc này nó bằng bao nhiêu? Thế thì lim của fx khi x tiến đến x0 thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ cần xét những cái x thuộc vào cái lân cận của x0 thôi. Tức là cái x đó của chúng ta, ta cũng ép để cho nó đi trong cái khoảng từ k đến k cộng 1 thôi. Thì cái fx của chúng ta lúc này nó cũng bằng k. Cho nên khi x tiến tới x0 thì lim của fx khi x dần x0 cũng bằng k. Mà k này chính là fx0. Bởi phần nguyên x0 bằng k mà. Cho nên ta kết luận được rằng F của chúng ta liên tục tại x0 thuộc vào cái khoảng từ k đến k cộng 1.
hình dung được. Rồi bây giờ với x0 bằng k thì như thế nào? Thế bây giờ thầy đi xét cái giới hạn sau đây. Lim thầy nhìn x bằng k thì đương nhiên là tại x0 nó cũng bằng k. K là số nguyên. Phần nguyên thì phần nguyên của k thì nó là k thôi. Và thầy đi tìm lim khi x dần đến k cộng, tức là dần đến x0 trừ đó. Xin lỗi, thầy nói cộng là đúng, x0 trừ tức là bên trái. Thế thì x tiến đến k tức là cái x này nó nhỏ hơn k và nó dần về k. X nhỏ hơn k, x nhỏ hơn k thì cái phần nguyên của x nó sẽ lấy cái số nhỏ hơn k gần nhất nó. Gần nhất nó tức là gì? Tức là lim của fx khi x tiến đến k trừ nó sẽ bằng cái số tự nhiên, số nguyên nhỏ hơn k gần nhất nó là số k trừ 1. Đúng không nào? Mà k trừ 1 với k thì đương nhiên khác nhau, mà k thì nó chính là fx0. Như vậy thì nó khác fx0. Nghĩa là lim của fx khi x tiến đến x0 trừ k của mình nó là x0 đó. Nó khác với f(x0) thì chắc chắn f không thể nào liên tục tại x0 bằng k được. Như vậy thì tóm tắt lại, cái hàm phần nguyên của x chúng ta lưu ý rằng nó liên tục tại mọi điểm ngoại trừ những điểm là số nguyên ra. Còn lại bao nhiêu nó liên tục hết trên toàn bộ cái trục số thực. Đã. Thế thì ví dụ một, thầy vừa mới giải quyết cho các em một cái hàm phần nguyên khá đơn giản, đó là một phần nguyên của x thôi. Mà nếu mà chúng ta vẽ cái phần nguyên ra trên đồ thị thì chúng ta thấy nó giống như cái hàm bậc thang, và trên từng cái khoảng của nó là cái đường thẳng nằm ngang, nó là hàm hằng, cho nên nó liên tục. Nhưng mà tại những cái điểm đầu của những cái bậc thang đó là nó không liên tục, cái hàm nguyên nó vậy. Đại khái nhớ luôn trong đầu, hàm nguyên, hàm phần nguyên nó liên tục tại mọi điểm ngoại trừ những cái điểm là số nguyên. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất của hàm nguyên đó để xét tính chất liên tục mà liên quan đến những cái hàm phần nguyên khác. Thế lấy ví dụ như thế này. Xét tính liên tục của cái hàm số fx bằng x cộng cho phần nguyên của x. Thế thầy chép lại cái hàm số x cộng cho phần nguyên của x ở đây cho các em thấy. Thế thì chúng ta thấy rằng cái hàm số cho bởi cái biểu thức x là hàm số sơ cấp. Đương nhiên x liên tục trên R. Thế còn cái phần nguyên của x thì vừa rồi chúng ta vừa mới biết rằng nó gián đoạn tại mọi điểm x0 là số nguyên. Thế bây giờ áp dụng cái điều mà chúng ta vừa mới nhận xét vừa rồi, một cái hàm liên tục mà cộng cho một cái hàm gián đoạn tại x0 thì đương nhiên nó gián đoạn tại x0. Tức là cái hàm số f này của chúng ta nó sẽ gián đoạn tại mọi điểm x0 thuộc R. Mà nó gián đoạn tại x0 thuộc R thì có nghĩa là nó sẽ phải liên tục tại mọi điểm còn lại. Tại mọi điểm còn lại tức là tại mọi điểm ngoại trừ những điểm là số nguyên. Các em hình dung được vấn đề. Và nhờ cái nhận xét về cái tổng hiệu vừa rồi mà thầy vừa mới giới thiệu cho các em đó. Một cái hàm liên tục tại x0 cộng cho một cái hàm gián đoạn tại x0 thì cái hàm đó chắc chắn gián đoạn tại x0 rồi. Tức bây giờ, còn nếu mà xét hơn ra một tí nữa đó, để bảo đảm cái chuyện này đó, thì do f liên tục trên R, còn hàm phần nguyên thì lại liên tục tại mọi điểm ngoại trừ phần nguyên, xin lỗi, ngoại trừ số nguyên, thì khi đó cộng hai cái hàm liên tục ra ra hàm liên tục, lại rơi vào cái nhận xét đầu tiên trong đầu giờ mà thầy nói. Thế bây giờ ta xem tiếp một ví dụ số 3. Bây giờ dấu nhân, người ta biết rằng dấu nhân là không có được đâu. Một cái liên tục nhân cho một cái nguyên, hoặc là hai cái, xin lỗi, một cái liên tục với một cái gián đoạn, rồi hai cái gián đoạn nhân lại như vừa rồi thì chúng ta phân tích với nhau chưa chắc chưa kết luận được điều gì cả. Thế chỉ chúng ta, nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy được cái điều này. Cái f này của chúng
cái x này là kẻ, nếu cái x này là kẻ, rõ ràng nó là liên tục trên R. Còn cái phần nguyên của x thì nó lại liên tục tại mọi điểm x0 không thuộc z, mà liên tục nhân cho liên tục thì dạy ra liên tục, còn gián đoạn thì chưa biết. À, cho nên trước mắt chúng ta thấy rằng cái hàm số f của chúng ta là liên tục tại mọi điểm x0, không phải là xu nguyên. Chúng ta ghi nhận được điều đó nhé. Thế thì còn tại những điểm là số nguyên thì nó có liên tục hay không? Chuyện đó chưa kết luận được điều gì hết. Bởi vì gián đoạn nhân gián đoạn thì vừa rồi thầy nói không kết luận được điều gì cả mà. Đúng chưa nào? Rồi bây giờ thì chúng ta quan sát tiếp. Trước mắt chúng ta vừa một cái kết luận, đó là f liên tục tại mọi điểm không phải là số nguyên. Vậy ta xét từng số nguyên còn lại coi như thế nào. Trước hết thầy xét cái số nguyên 0 trước, tức là x0 bằng 0. Thế bây giờ ta sẽ đi tìm lim của fx khi x tiến đến x0, tức là x tiến đến 0, coi cụ thể nó bằng mấy nhé. Thế thì bây giờ chúng ta xem này. Thầy xét một cái lân cận của số 0 thôi. Khi x tiến về 0 thì ta chỉ cần xét một cái lân cận của số 0 là đủ rồi. Mà cái lân cận này nó hơi lớn. Thầy xét từ trừ 1 đến 1 là quá lớn so với số 0. Mà thầy xét cách rộng rãi cho nó dễ nhìn thôi, chứ còn nó hơi lớn. Như vậy thì ta dẫn đến được cái phần nguyên của x để chuẩn bị nối vào cái fx đó. Thì ta thấy nó sẽ có hai trường hợp. X đi trong khoảng từ trừ 1 đến 1 thì có khả năng là đi từ trừ 1 đến 0. Thì như vậy cái phần nguyên của x này rõ ràng nó là cái số mấy nhỉ? Nó là cái số trừ 1. Đúng chứ? Còn trường hợp thứ hai là x đi lớn hơn hay bằng 0 và bé hơn 1 thì nó lại bằng 0. À, do vậy mà ta suy ra được điều sau đây. Nó phần nguyên, nó là cái số nguyên kế tiếp nó là số 0. Như vậy thì ta có được cái trị tuyệt đối của x nhân cho phần nguyên của x, tức là trị tuyệt đối của fx. Trị tuyệt đối của fx thì đương nhiên nó là số lớn hơn hay bằng 0, chuyện đó không bàn cãi. Và ta thấy rằng ta nhân x vào đây thì cái phần nguyên của x đó, bao giờ tệ lắm đó, trị tuyệt đối của nó bằng 1 hoặc bằng 0. Cho nên chắc chắn rằng nó sẽ nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của x. Nó được chắc chắn. Đúng không nào? Cho nên là mà cái trị tuyệt đối của x này này, thì chúng ta lại thấy rằng nó dần về 0 khi tiến đến 0. Vậy thì ta dẫn đến mà cái trị tuyệt đối của fx tiến về 0 khi x tiến đến 0, cho nên lim của fx khi x tiến đến 0 cũng bằng 0. Mà bằng 0 và ta thấy là cái số 0 này này, nó ra được là 0 nhân cho phần nguyên của 0 thì đương nhiên là cũng bằng 0. Tức là bằng f0. Có nghĩa là f của chúng ta là hàm số liên tục tại x0 bằng 0. À, như vậy thì nó liên tục tại mọi điểm là số nguyên ngoại trừ số 0. Tức là liên tục tại mọi điểm x0 thuộc là số không thuộc, tức là x0 không phải là số nguyên. Nhưng mà tại bằng 0 thì nó liên tục tại bằng 0, còn lại bao nhiêu thì nó gián đoạn tại những điểm khác. Các em thấy nha. Rồi vậy thì bây giờ ta lại xét, như ta vừa mới có được là như vậy thì cái hàm f cho liên tục tại mọi điểm x0 thuộc vào z sao, tức là nó không lấy số 0. Thế còn tại những cái điểm nguyên khác với n là số nguyên khác không, thì ta xem thử coi như thế nào nhé. Thế thì cũng vậy thôi. Thầy sẽ xét trong một cái lân cận của cái điểm n là này, đó là n là trừ 1 và n là cộng 1. Thế thì lúc này chúng ta thấy rằng cái phần nguyên của x lúc này nó sẽ là bằng hai trường hợp. Nếu x của chúng ta lớn hơn n là trừ 1, nhỏ hơn n là ta tách này ra làm đôi, thì nó sẽ lấy cái số nguyên nhỏ nhất, tức là nó bằng n là trừ 1. Trường hợp thứ hai là nó đi từ n đến n cộng 1 và bằng cả n nữa, thì cái phần nguyên của x lúc này nó là n. À, như vậy thì lúc này ta suy ra được là x nhân cho phần nguyên của x, đó là fx, nó chính là gì nào? Nhân x vào đây nhé,
Thì nếu mà n đi x đi từ n trừ 1 đến n nhân x và được n trừ 1 nhân x. Còn nếu mà x lớn hơn hay bằng n là nhỏ n là có 1 nhân x vào đây được nx. Thế thì chúng ta quan sát chúng ta thấy khi x tiến đến n trừ, tức là tiến về bên trái, tức là x nhỏ hơn n, thì nó sẽ ra được là n trừ 1 nhân n. Còn khi x của chúng ta tiến về bên phải tại n thì nó sẽ lấy biểu thức ở dưới thì ra được n bình. Giới hạn trái tại n ra được n trừ 1 nhân n, giới hạn phải tại n thì ra được n bình. Hai giới hạn đó khác nhau. Mà hai giới hạn trái và phải tại n khác nhau thì đương nhiên f của chúng ta không liên tục tại x0 bằng n. Mà không liên tục tại x0 bằng n tức là nó vẫn liên tục tại x0 với x0 không thuộc vào z sao. Như vậy thì là kết luận cuối cùng của hàm này của chúng ta là nó liên tục tại mọi điểm ngoại trừ những cái điểm là số nguyên khác không ra thôi. À, ví dụ số 3 chúng ta vừa mới giải quyết xong. Và chúng ta thấy rằng giữa cái hàm liên tục và một cái hàm gián đoạn tại x0 thì khi ta nhân lại với nhau đó, rõ ràng chưa kết luận được điều gì cả. Lúc thì nó có thể liên tục tại x0, lúc thì nó lại không liên tục tại x0. Cho nên cứ thấy một cái hàm gián đoạn, tốt nhất chúng ta nên thận trọng. Còn đối với hàm liên tục, hai hàm liên tục thì thực hiện các phép toán trên các hàm liên tục rất thoải mái. Cộng hai hàm liên tục là liên tục, nhân hai hàm liên tục là liên tục, trừ hai hàm liên tục là liên tục. Thậm chí là chia hai hàm liên tục với điều kiện mẫu khác không cũng là hàm liên tục. Thậm chí lấy căn của một hàm liên tục cũng liên tục với điều kiện hàm đó phải là số không âm. Nhưng đối với những hàm gián đoạn xin đề nghị chúng ta nên thận trọng. Và bài học tới thầy đặc biệt xét chỉ xét riêng những cái điểm gián đoạn của hàm số. Và khi đó chúng ta chia hẳn ra những cái điểm gián đoạn loại 1, loại 2 hoặc vân vân. Chuyện đó thì chúng ta sẽ bàn sau ở bài học tiếp theo. Bây giờ ta quan sát tiếp một ví dụ nữa cũng liên quan đến hàm số phần nguyên. Đó là thầy đề nghị chúng ta đi xét tính liên tục của cái hàm số fx bằng phần nguyên của x nhân cho sin của bx. Cũng thế, trước hết chúng ta thấy như thế này về tính chất liên tục. Cái hàm phần nguyên này của chúng ta rõ ràng liên tục tại mọi điểm, không phải là số nguyên. Còn hàm sin bx là hàm sơ cấp, cho nên đương nhiên là nó liên tục trên R. Mà liên tục thì vừa rồi mới nhắc xong, chúng ta thực hiện các phép toán một cách rất thoải mái. Liên tục nhân liên tục là liên tục. Như vậy ta kết luận được rằng f của chúng ta nó sẽ liên tục tại mọi điểm x0 không phải là số nguyên. Rồi, như vậy thì còn tại những số nguyên thì như thế nào? Chúng ta xét tiếp. Với x0 bằng n luôn, và chúng ta cũng xét trong một cái lân cận. Và chúng ta thấy như thế này, cái phần nguyên của x lúc này, nếu x của chúng ta đi từ n trừ 1 đến n thì nó lấy cái số nguyên nhỏ nhất là n trừ 1. Còn nếu x của chúng ta đi từ n đến n còn 1 thì nó lấy số nguyên nhỏ nhất là n. Thế rồi ta nhân cho sin bx vào thì ta có được fx. Cũng có hai trường hợp, nếu x như thế này thì nhân vào ta có n trừ 1 sin bx. Còn nếu trường hợp thứ hai ta nhân vào ta có n sin bx. Như vậy thì khi mà giới hạn trái và giới hạn phải chúng ta thấy thế vào thì sin của bi, sin của thế nào, khi n tiến đến n đó, khi x mà tiến đến n đó thì sin của bi n, sin n bi bằng không, ở dưới cũng sin n bi cũng bằng không. Như vậy cả hai dạng đều bằng không và cũng chính là bằng f0 luôn. Cho nên chúng ta có được lim khi x tiến đến n của fx bằng 0. Nghĩa là lúc này nó liên tục
tại x0 bằng n. Do đó mà cái hàm số f của chúng ta liên tục toàn bộ trên r luôn. À, như vậy thì chúng ta vừa mới kết thúc được cái ví dụ số 4. Nó lại là một cái hàm có khả năng là gián đoạn, một hàm liên tục nhân lại nhưng mà nó lại liên tục hết. À, tùy theo từng trường hợp các em. Thế bài học của chúng ta ngày hôm nay là hết. Thì bài học sau thì chúng ta đặc biệt nghiên cứu đặc biệt về cái điểm gián đoạn của hàm số. Và xin trước khi kết thúc bài học thì thầy cũng lại nhắc lại nên thận trọng tại những cái điểm gián đoạn và hàm số. Còn bây giờ thì thầy thân ái chào các em.